Chiều ngày 7 tháng 12, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri Nhân dân tỉnh Thái Bình về tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự, việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông cho biết ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963, quê ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Ông là tiến sĩ luật, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bến Tre. Khi bị bắt, ông làm phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, tức Cường Quát, sinh năm 1986, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình, người có 3 tiền án, là băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến 2022, Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập chòi các bãi triều có diện tích khoảng 180 hectare, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng mỗi mét khối cát và nhân với 700 mét khối mỗi tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền. Tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối muốn đi qua bãi của Cường phải nộp hơn 1 triệu đồng. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Việc khởi tố bị can bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Các thế lực thù địch phản động, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, những thế lực xấu đã lợi dụng vụ việc này tung hô, lấy cớ xuyên tạc, vu cáo chống đảng, nhà nước. Đây là luận điệu kích động xuyên tạc thường thấy của các thế lực thù địch nhằm đánh tráo bản chất vấn đề. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình, quy định có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm phạm tội cũng phải xử lý. Việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của đảng và nhà nước ta là không có vùng cấm. Không phải là nguyên đại biểu quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ, bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đang được điều tra xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm toàn diện, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có văn bản gửi tất cả các đoàn đại biểu, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, kiến nghị yêu cầu rà soát, báo cáo những phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng ký từ năm 2016 đến nay. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình cảm ơn sự quan tâm của cử tri và nhân dân, song đề nghị nhân dân không nên sốt ruột, nghi ngờ mà cần tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm khách quan đúng vụ việc. Như PLO đã đưa tin, ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo Công an Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quắc, là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, thường trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và khám xét nơi ở của ông Nhưỡng ở Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng được cho là liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản. Đến tối cùng ngày, công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục khám xét ngôi nhà của gia đình ông Nhưỡng tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà cho biết, vào khoảng hơn 21 giờ tối 14 tháng 11, công an đã đến khám xét ngôi nhà của gia đình ông Nhưỡng ở thôn Hà Lý, xã này và có mời đại diện chính quyền xã phối hợp chứng kiến. Theo vị này, đây là ngôi nhà đang được làm nơi thờ cúng bố mẹ ông Nhưỡng. Gia đình ông Nhưỡng về ngôi nhà này mỗi khi ở Thái Bình. Ngôi nhà không có người ở thường xuyên, phải nhờ một người hàng xóm trông nom dọn dẹp giúp hàng ngày. Tại ngôi nhà này, sau khi khám xét, cơ quan điều tra đã đo đạc, chụp ảnh lại hai cánh cổng bằng gỗ. Sau đó, lực lượng này đã lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này. Trước đó, trong ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Công an tỉnh Thái Bình đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê Thái Bình, ông là tiến sĩ luật kinh tế. Trước đó, ông là đại biểu Quốc hội khóa 14. Trong quá trình công tác, ông từng là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tháng 9 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban dân nguyện. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự. Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nhiều người ngạc nhiên việc ông Nhưỡng được cho là có liên quan đến đối tượng giang hồ cộm cán Cường Quát ở Thái Bình. Khi công an tỉnh này mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự, không ít câu hỏi được đặt ra xung quanh vụ việc như vai trò thực sự của gã giang hồ Cường Quát ra sao, thế lực nào đứng đằng sau chống lưng để Cường Quát lộng hành. Theo công an tỉnh Thái Bình, sau khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triệu để gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng đất cát khai thác được. Nếu không chịu trả tiền bảo kê, các doanh nghiệp phải bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường, khiến người dân doanh nghiệp vô cùng bức xúc. Thông qua công tác trinh sát nắm địa bàn, công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường Quát có biểu hiện lợi dụng quan hệ để móc nối với một số đối tượng hình sự có nhiều tiền án tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để nhằm bảo kê, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng, hoạt động khai thác và cung cấp cát biển. Việc làm của Cường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội trên địa bàn một số huyện ven biển. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ bằng thủ đoạn trên từ năm 2020 đến 2022. Tổng số tiền mà Cường Quát và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Hiện công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.